Mình tự tin, mình coi cũng lâu rồi đó, nhưng mà mình tự tin nhất là cái chị gì bán vé số mình không nhớ rõ tên, thì thấy chị quay hình nhiều lần là mình nghĩ mà ô, mình cũng từng làm kinh doanh rồi, mình cũng từng đứng trước cái ống kính, mà tại sao mà nói tới cái này mình ngần ngại mình không dám đến, mà chị ra xuất hiện nhiều lần vậy, mình thấy thích, và cũng như chị đó cũng làm động lực nữa cho mình đến đây đó. Quyết định lên luôn. Dạ, quyết định đến luôn. Rồi từ đó khi mình thấy vậy, cứ đêm nào thường á là làm xong công việc rồi thì mình ngủ sớm, nhưng mà từ đó tới bây giờ tới có khi ngủ tới 1-2 giờ sáng. Ở bên ngoài thì mình cái người đeo đuổi mình không ít, nhưng mà khi mà mình tìm hiểu thì nó không có giống như sự thật. Ở đây thì mình thích cái chương trình này á, thì coi như cái bước đầu á thì là mình truyền đạt những cái thông tin rất là chính xác, bằng thể hiện trên giấy tờ của mình đó, thì nó chính xác hơn. Có nhiều nhiều người đến thì họ nói họ độc thân, nhưng thật sự khi mình tìm hiểu thì không phải độc thân. Thế là mình phải sợ rồi. Mình sợ là mình làm người thứ ba. Trước đó mình không thích làm người thứ ba, tại vì có người thứ ba mình mới là hiện tại bây giờ mình mới độc thân. Nên là mình quyết định là tìm đến cái chương trình này để mình tìm hiểu kỹ hơn. Rồi, đúng rồi, quá đẹp. Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, mảnh ghép yêu thương chào chị. Chào mảnh ghép yêu thương ạ. Dạ. Bây giờ chị có thể chào quý vị khán giả ha, rồi cho quý vị khán giả biết tên cũng như tuổi của mình nè. Xin chào quý vị khán giả cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Tôi tên đầy đủ là Cao Bích Nghiên. Cao gì chị? Cao Bích Nghiên. Cao Bích Nghiên. Sinh năm 1961. Sao mà nghiêng nghiêng á hả? Nghiên, Nghiêng nghiêng nghiên. nét chữ á ha. Dạ. À, Cao Bích Nghiên. Chị Nghiên sinh năm 1961, là Tết nay là 63 tuổi. Dạ. À, chị Nghiên đến từ đâu chị? Chị đến từ quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay ở quận 8 chị Nghiên làm công việc gì? Hiện tại là chị làm huấn luyện viên chăm sóc sức khỏe chủ động. Huấn luyện viên chăm sóc sức khỏe. Hèn chi cái dáng hình quá đẹp. Cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi chị Nghiên, là hôm nay chị đến với mảnh ghép yêu thương, tình trạng hôn nhân của chị như thế nào? Hiện tại thì chị đã ly hôn ông xã năm 2019 đến nay. 2019 tới nay là 4 năm. Dạ. Trước khi ly hôn hai anh chị được mấy người con? Có một bé, Một bé gái. con bé gái. Dạ. Lớn chưa chị? Cháu có chồng rồi, làm bà ngoại rồi. Vậy giờ khỏe rồi ha. Dạ. Hiện nay chị độc thân, Dạ. sống ở trên quận 8 đó là nhà mình hay là sao? Nhà thì cho con gái rồi. Bây giờ hiện tại thì mình Ở sống, trọ. dạ, sống ở ngoài. Dạ. Ở trọ rồi chị đi dạy chăm sóc sức khỏe rồi Ở tại hả? chỗ luôn, dạ. Giống yoga không? Nó là cái này hướng dẫn cho người ta ăn uống. Ăn uống với vấn đề. Dạ. Kiểm tra sức khỏe, thí dụ người thừa cân thì mình giúp cho người ta giảm cân, người mà thiếu cân thì giúp cho người ta tăng cân, người về có vấn đề sức khỏe thì mình giúp cho người ta khỏe ra bằng cách hướng dẫn ăn uống thôi. Thí dụ như giờ cỡ Minh Hoàng là ốm quá ngủ không được thì chị có cách gì chỉ không? Có mà. Có hả? Dạ. Vậy lát sau chương trình chỉ ha. Dạ, hướng dẫn ăn uống thôi. Hướng dẫn ăn uống rồi ha. Dạ. Nếu mà người khách hàng nào muốn muốn chăm sóc sức khỏe mình thì đến tại nhóm. Dạ. Rồi, cảm ơn chị trước nha. Dạ, cảm ơn chị. Rồi bây giờ trước khi chị em mình tiếp tục cuộc trò chuyện ha, Dạ. thì chương trình của tụi em nó có cái thể lệ nên có thể là chị đồng ý và không đồng ý cũng được, cái đó là Dạ. quyền của chị ha. Dạ. Thì chị Nghiên này, chị có cho phép mảnh ghép yêu thương của tụi em sử dụng hình ảnh của chị để đăng lên mạng xã hội hay không? Bình thường ạ. Cho phép ha. Dạ. Mọi khiếu nại của con chị cũng như gia đình chị và chính bản thân chị, sau này khiếu nại kêu chương trình tụi em gỡ hoặc xóa bài là không được. Đúng rồi, mình đã đến đây thì mình hiểu hết cái quy định của cái chương trình mảnh ghép yêu thương rồi, Mọi nên lời không đáng lo ngại. nói của chị hoàn toàn chịu trách Dạ, nhiệm trước đúng pháp luật. rồi, mỗi lời nói của mình sẽ chịu hết trước cộng đồng mạng và pháp luật. Rồi, Xin cảm cảm ơn ơn rất nhiều chị. ạ. Dạ. Giờ chị em mình nói chuyện tiếp ha. Dạ. Rồi hôm nay chị Nghiên là chị đến mảnh ghép yêu thương, chị muốn mảnh ghép yêu thương giúp gì cho chị? Mình muốn tìm một người coi như một nửa,
Một nửa còn lại thì để cho mình hai người cùng nhau đi hết quãng đời còn lại ạ. Cái tiêu Muốn chuẩn không? Kiếm một nửa của mình nó đang trôi dạt ở đâu á ha, dạ. Để nó cho trôi lại gần gần chút đi với mình. Cũng nhờ sự kết nối của bên Mảnh Ghép Yêu Thương ạ. Dạ. Chị Nghiên 63 tuổi, trông rất đẹp luôn, rất trẻ. Nhìn chị em tưởng đâu chị mới 52, 53. Tại mình biết cách ăn uống sử dụng với biết vận động hợp lý từ lúc trẻ luôn tới bây giờ. Mấy anh mà xem được video này mà mấy anh không nhanh chân là thật sự là một điều đáng tiếc luôn. Rất đẹp luôn, rất trẻ mà có nụ cười tỏa nắng luôn. Rất cảm ơn nhiều ạ. Cái này chị có cái phương pháp rất đặc biệt ha. Dạ. Rồi bây giờ chị muốn tìm cái mẫu người đàn ông như thế nào mới là thích hợp với cuộc sống của mình để cùng mình đi đến hết cái quãng đời còn lại. Mình mong ước cái người mảnh ghép của mình là anh đó có điều kiện tí xíu, tức là anh đó có thể là có điều kiện về kinh tế để chăm sóc cho hai người, riêng chỉ hai người thôi. Bây giờ với điều kiện mình thì con cái mình lo mình cho đầy đủ, nhưng mà con nó nói mẹ đi chia sẻ thì để cho con an tâm con gửi gắm thì người đó phải có đủ điều kiện để chăm sóc mẹ. Đúng rồi. Với quãng đời còn lại với mình thì không đòi hỏi gì cao sang hết, nhưng mà ít nhất là anh đó phải có điều kiện giống như là có một nơi có nhà cửa rồi để cho chỉ cho hai người ở. Đúng, cái đó là cái yêu cầu chính đáng mà. Dạ. Thì tại vì có kinh tế để hai cuộc sống cho hai người luôn. Đúng rồi. Mình là người phụ nữ. Dạ. Mình đi kiếm một cái mảnh ghép. Bây giờ mình không có nói là kiếm chồng nữa, từ cái tuổi mình đã qua rồi. Dạ. Mình nói cái từ mảnh ghép cho nó nghe nó nhẹ nhàng chút ha. Dạ. Mảnh ghép về với mình thì ít ra mình phải cái yêu cầu anh đó cũng phải có việc làm ổn định. Dạ. Thứ nhất, cái thứ hai là cũng phải có nơi ăn chỗ ở để mình mới có đủ cái lòng tin để mình về với ảnh đó, rồi cùng nhau xây dựng cái hạnh phúc. Cái đó chính đáng mà nhất là người đẹp như chị nữa, cái đó càng chính đáng hơn nữa. Cảm ơn MC rất nhiều ạ. Rồi chị có thích anh đó nhậu nhẹt gì không? Dạ, cái tiêu chuẩn mình thì nó cũng phải đặt ra để cho nó phù hợp với mình á. Thì anh đó về tệ nạn xã hội thì không dướng. Không dướng tệ nạn xã hội, dạ. Còn về phần rượu bia thì có thể là mình cũng đi giao tiếp. Đúng rồi, chút tại chút trước nữa. Đó mình cũng làm kinh doanh, mình cũng giao tiếp rượu bia, nhưng mà nó không phải là dạng như người ta gọi thường dân gian, người ta nói là uống ghiền phải có rượu ngủ mới được, thì cái chuyện này là không ạ. Hạn chế ha. Dạ. Rồi thuốc, cà phê. Cà phê, thuốc lá thì cái đó bình thường, nhưng mà đặc biệt khi mà vô ngủ thì đừng có thuốc, tại mình sợ sợ trong phòng ngủ hả? Dạ. Chị cao nhiêu chị Nghiên? Chị cao 1m58. 58, thấy dạ. Chị cũng cao á. Dạ. Dáng người rất đẹp. Dạ. 1m58 thì chị muốn anh đó cao qua khoảng nhiêu? Cỡ bằng mình trở lên đi. Dạ, tại cỡ chị là như hơi thấp á, nếu mà cỡ chị đi. Dạ, với chị thì mình nói vậy đã cho có những cái anh nhiều khi nó đúng như cái ý người dân mình chọn rồi, nhưng mà ảnh có thể bằng mình thôi, tại vì nữ thì còn đi ra thì muốn mặc đồ cho đẹp thì cũng phải đi đôi dài hay cao gót tí xíu. Nên thành ra từ 58 trở lên là được. 58, 60 cũng khoảng, nếu mà tốt nhất là 60, 65. Cao hơn nữa thì cũng được. Nhưng mà 65 thấp thì quá. 65 hình như có vẻ thấp hơn chị nhiều á. Tại hiện tại mình đang mang giày. Rồi độ tuổi bao nhiêu mới thích hợp? Độ chị? Tuổi thì mình Tết này mình 63 tuổi. Thì mình cũng mong là có mấy anh từ cỡ 60 trở lên. Đừng quá 70. Dạ. 70 trở lại. Dạ, 70 trở lại. Nhỏ hơn chị được không? Nhỏ thì nhỏ, vài tuổi thì được. Nhìn bên ngoài thì ai cũng nói là mình trẻ hơn, nhưng mà thực tế thì mình cái tuổi. Nhiều khi cái anh đó 55 tuổi mà vẫn có thể lớn, thấy cứng hơn chị. Cái đó thì cũng chấp nhận. Được không? Tại vì bên ngoài là ai cũng đánh giá mình chừng cỡ năm 52 trở lại. Thì không nên thật. Cũng tự tin thật sự lắm. Mà. Dạ. Em nói em nhìn chị em tưởng nó 52, 53 không đó. Dạ. Nhưng mà giờ 55 tuổi được không? Dạ cũng được. Cũng được ha. Rất cảm ơn ạ. Biết sao anh đó biết thương yêu, biết chia thương sẻ. Yêu, có công an việc làm ổn định, mà nhất là có cái nhà. Dạ. để mình hai người xây dựng hạnh phúc. Dạ. Thì cái tại đó vì là nam thường là một cái bờ vai để cho mình tựa. Nhưng mà con mình cũng yên tâm là gửi gắm
mẹ chia sẻ được một cái nơi đó là gửi gắm mẹ chỗ đó là an tâm hơn. Chị biết sao không, có nhiều khi mình lên trên chương trình gì nè, thì khi video đăng lên á, nó sẽ có rất là nhiều những cái bình luận trái chiều. Thì cái mình đừng có quan trọng những cái lời nói đó, tại vì những cái đó đó thì đồng ý nó cũng góp cho mình chút xíu cái gì đó trên cái bước đường đi, nhưng mà nếu mà mình thật sự mình chú tâm vào những cái comment đó đó thì mình sẽ thấy rất là con người mình rất là khó chịu và khó để mà có hạnh phúc. Tại vì cái hạnh phúc là do ở nơi mình quyết định chứ không phải là ở những cái comment đó. Người ta nói cũng đâu, mình đâu có ốm kilo nào đâu mà cũng đâu có mập lên được kilo nào đâu. Họ nói thì đa số là họ thích sao thì nói vậy, Thì đúng rồi mình đó. đâu có cản được họ. Đúng rồi, thì ai cũng vậy, cuộc sống mà mỗi người đều có cái niềm mơ ước khác nhau, có người thì thích như thế này, người thì thích như thế kia. Cuộc sống thì không có phủ nhận là không tiền, nói là bây giờ nói là một túp liều tranh hay quả tim vàng thì không thể nào sống được. Đúng rồi, không có thực tế Nó như phải hiện thực tại tế, nó giờ. phải thực tiễn. Muốn có hạnh phúc thì nó cũng phải có tiền, không có tiền thì nó sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Thì nhưng mà cái đồng tiền đó mình sử dụng như thế nào thì nó mới có hạnh phúc, nếu mà có tiền mà không biết sử dụng thì nó cũng không phải là hạnh phúc. Dạ đúng rồi. Cái này nó cũng rất là khó để mà mình xây chuyển trong cuộc sống. Trong cuộc sống này nhiều khi mình nói như vậy, khi mà hai người về với nhau rồi á thì thời gian đầu có thể là hạnh phúc, nhưng mà khoảng thời gian sau nhiều khi nó lấn cấn cái gì đó vẫn cũng chung quy vì tiền bạc mà ra. Trăm là 100 người nói khoảng hết, hơn cả khoảng 90 người, mình nói khiêm tốn xíu, khoảng 90 10 cặp như vậy là xuất phát từ tiền mà ra, nó mới dẫn đến cái sự đổ vỡ. Có khi Nên thành cũng bận quá ra thì không có hạnh phúc. cái tuổi mình lớn rồi nè, mình kiếm cái mảnh ghép mình phải thật sự đắn đo. Phải từ từ, Đúng rồi. từ mình đã đổ vỡ một lần rồi nó sẽ rất là đau đớn, đau khổ dữ lắm. Rồi nếu mà mình đi vào cái vết xe cũ nữa thì mình cảm thấy nó giống như nó sự bế tắc. Là trước đó thì tuổi trẻ mình do cha mẹ sắp đặt, còn bây giờ mình chọn thì có thể là nếu có duyên đến sớm hay muộn thì cũng phải chọn lựa cho nó kỹ càng tí xíu. Nghiên nè, hồi xưa là quê gốc mình đâu chị? Quê gốc thì cũng quận 8 Quận luôn 8 luôn á. hả? Nhìn chị đẹp thiệt á, em còn thích á. Cảm ơn. Nụ cười rất đẹp luôn, 63 tuổi rồi. Chia tay với ảnh mà với lại cái sắc đẹp của chị vậy nè, dốc dáng như thế này, là một cô giáo, mình có thể gọi là một cô giáo để dạy người ta về những cái vấn đề trong cuộc sống, sức khỏe rồi ha, mà tại sao chị không tìm được một ý chung nhân nào vừa ý với chị sao? Nó coi như vậy nè, ở bên ngoài thì mình cái người đeo đuổi mình không ít, nhưng mà khi mà mình tìm hiểu thì nó không có giống như sự thật. Ở đây thì mình thích theo chương trình này thì coi như cái bước đầu thì là mình truyền đạt những cái thông tin rất là chính xác bằng thể hiện trên giấy tờ của mình đó, thì nó chính xác hơn. Có nhiều nhiều người đến thì họ nói họ độc thân, nhưng thật sự khi mình tìm hiểu thì không phải độc thân. Thế là mình phải phải sợ rồi. Mình sợ là mình làm người thứ ba. Trước đó mình không thích làm người thứ ba, tại vì có người thứ ba mình mới là hiện tại bây giờ mình mới độc thân. Nên là mình quyết định là tìm đến cái chương trình này để mình tìm hiểu kỹ hơn. Đúng rồi, ví dụ như ở bên ngoài thì nó không thiếu rất là nhiều, nhưng mà để kiếm cái người mà nó thật sự á thì nó cũng hơi hơi khó. Có nghĩa là người đến mình rất nhiều, nhưng mà cái người thật lòng thật sự với mình thì nó rất là khó. Mà họ cũng không hẳn là mình lên chương trình nó sẽ là một cái người tốt, nhiều khi người ta cũng giấy tờ đầy đủ, người ta cũng, nhưng mà nó cũng chưa hẳn là nó tốt hết. Có nghĩa là 60% mình có thể gọi là an toàn được, nhưng mà 40% là do hai người tự tìm hiểu rồi tự đến với nhau, Cái gì cũng rồi phải có thời gian. phải có thời gian nữa. Nhất là phải đồng cảm nữa. Chị Nghiên nè,
Chị hôm nay chị đến với chị thấy chương trình của tụi em như thế nào? Chương trình cái bước đầu vô thì mình thấy rất là thích, là các em đã tìm hiểu thông tin ngay, để cho nó giống gọi là khi mà mình lên mình quay hình đó, thì cái đối tượng phía bên kia nữa mình ghép mình đó, thì ít nhất người ta cũng biết, giống như chương trình nói, như MC nói là cũng được 50% về về cái tình trạng hôn nhân, về cái địa danh mình ở và cái công việc của mình làm. Như vậy thì cũng tương đối rồi. Hơn nữa khi đến đây thì nó rất là chu đáo, và MC tư vấn để cho mình nói cặn kẽ hết những cái tâm tư nguyện vọng của mình ra đây. Và cái chương trình này thì nó hoàn toàn miễn phí, nên các anh chị em tự tin mình đến đây để mình ghi hình. Và nếu mình những là người gian dối thì chắc không dám ngồi trên đây đâu, chắc chắn nó là như vậy. Với hơn nữa là thật sự thì mà mảnh ghép á, là những người phụ nữ hoặc là những người anh ở đây là lứa tuổi cao tuổi rồi, nên thành ra chắc có lẽ là cái sự giả dối nó cũng cũng bớt hơn tuổi trẻ. Đúng rồi. Dạ. Mảnh ghép cũng cảm ơn chị. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Rồi chị Nghiên là chị xem nhiều video chưa? Có. Chị có ấn tượng một cái đối tác nào trên đó chưa? Tại vì mình Chỉ ấn tượng thôi, ấn tượng ha. ấn tượng một hai người anh em gì trong đó hả? Có thể mình kể ra được không? Dạ, chưa ạ. Không, cái này mình chỉ là ấn tượng thôi, chứ không phải là mình Ấn nói tượng là những trường hợp hả? mình thích. Mình cái nghĩa là thì giống như là mình có quyền ấn tượng mà. Cái ấn tượng nó không có liên nó không có nó sẽ không có hại gì đến cái của mình hết. Mình có thể là nhưng mà chị nè, như khi mà video chị đưa lên rất đón rất là nhiều những cái cuộc gọi của các anh các chú điện đến đây. Em dám bảo đảm luôn sẽ có rất là nhiều cái sự lựa chọn cho chị. Mình tự tin, mình coi cũng lâu rồi đó, nhưng mà mình tự tin nhất là cái chị gì bán vé số mình không nhớ rõ tên, thì thấy chị quay hình nhiều lần, rồi mình nghĩ mà ô mình cũng từng làm kinh doanh, rồi mình cũng từng đứng trước cái ống kính, mà tại sao mà nói tới cái này mình ngần ngại mình không dám đến, mà chị ra xuất hiện nhiều lần vậy, mình thấy thích, và cũng như chị đó cũng làm động lực nữa cho mình đến đây đó. Quyết định lên luôn. Quyết định đến luôn. Rồi từ đó khi mình thấy vậy, cứ đêm nào thường á là làm xong công việc rồi thì mình ngủ sớm, nhưng mà từ đó tới bây giờ tới có khi ngủ tới 1-2 giờ sáng Là thích coi ha. dạ thích Rồi, coi. cảm ơn nha. Dạ. Coi chia sẻ nhiều nhiều vô cho em Út Chưa biết cách nó chưa biết cách chia sẻ, yeah. chỉ nghĩ như Facebook là chia sẻ vậy thôi, chứ chưa có biết là đăng ký. Dạ Vô YouTube coi, dạ YouTube của Minh Hoàng Mảnh Ghép Yêu Thương nè, rồi rồi YouTube của Sài Gòn Go nè, rồi cho mình chia sẻ hả? YouTube của Ngọc Diệp nè. Mình chia sẻ cho bạn bè mình xem Mình chia sẻ cho bạn bè xem hay là nhấn like, như giống như ủng hộ em Út có thêm có mà nhắn like thì có đó. nhiều cái động lực để mình làm ra những cái video hay hơn nữa để Dạ gửi đến quý vị khán giả cũng như cộng đồng trong và ngoài nước xem để mình có thể giúp đem cái niềm vui đến cho dạ cô chú anh chị còn giống như như chị vậy nè đó. À, với mình cũng nói thật sự là mình rất yêu thích chương trình này, và muốn cái chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương này mở rộng ra thật là nhiều kênh nữa, để cho những anh em cô chú thật sự nó giống vậy nè. Tại sao có người nói tới giờ 6 mấy tuổi hoặc 5 mấy tuổi người ta mới dám lên chương trình nhờ cái chương trình kết nối này, chứ thật sự ở ngoài do khi là tuổi trẻ do áp lực công việc rồi do tương lai con cái người ta tập trung hết vào đó, nhưng mà khi đến cái tuổi coi như là nói không biết cho đây có mấy anh chị là em đồng cảm hay không á, thì mình giống như bằng bằng ngày như thế nào cũng được, nhưng mà lúc tối về thì cái không gian ban ngày đó, thì con mình lớn lên thì có chồng rồi có cháu, nên thành ra cái tập trung những cái thời gian đó mình không có thể nào mình ăn cắp lấy cái thời gian cái quỹ thời gian đó được, mà mình phải giống như là mình cứ làm bạn với cái tivi và cái điện thoại. Do vậy nên mình nghĩ là cái cuộc sống này thì cũng cần có những cái lúc rỡ gió trái trời mà chỉ có hai người với nhau, hoặc là khi mà muốn đi sáng đi uống cà phê thì phải có một người bạn nào đó chở mình ra uống cà phê, thì mình chỉ có mảnh ghép mình là chắc ăn nhất, nên thật ra mới mạnh dạn đến đây tìm mảnh ghép đó. Chị Nghiên nói chuyện rất là hay luôn á, rất là lôi cuốn luôn á. Đến nỗi mà em MC em thấy em còn thích á, lôi cuốn dữ lắm.
Thật sự nó là như vậy mà. Với mà mình mình cũng mong mong tìm mảnh ghép lại chi phải không, để mình một không biết dân Sài Gòn chứ không biết chạy xe. Ủa vậy chị đi bằng xe gì? Nếu mà đi bình thường thì đi chơi, buổi tối đi chơi thì các bạn chở mình đến điểm đó mình chơi, mình cũng thích đam mê ca hát này nè. Rồi sau ngày những ngày làm việc cái bắt đầu mình vô giải trí, vô những cái sàn sân khấu này nè, mình ca hát, mình giải trí chơi. Thì có bạn đưa đi đưa về. Rồi còn mỗi lần mà con mình đi chơi á, thì mình muốn cái không gian của nó là, ví dụ du lịch chẳng hạn thì không gian của tụi trẻ nó sẽ tìm những cái môi trường sôi động hơn, còn mình á, thì sôi động trầm lắng hơn tí xíu. Dạ. Cũng mong mảnh ghép kết nối yêu thương là tìm cho mình một mảnh ghép cho nó phù hợp. Dạ, xin cảm ơn. Chị có chê là cái mảnh ghép của mình là người nông dân chân chắc không? Dạ không ạ. Mình ăn cơm cũng là từ nông dân ra chứ đâu mà chê. Đúng rồi. Như vậy mới gọi là cái để mà chân thật nhất. Dạ. Mình không Tại vì chê. Người ta cũng là một người phụ nam thôi, nhưng mà do cái nhu cầu người ta là một người nông dân đặc thù. Dạ. Người ta làm việc thì chân đất tay bùn. Dạ. Nhưng mà chính ra những cái đó, như ông bà xưa mình thường nói, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Dạ đúng rồi. Nhiều khi nhìn bên ngoài á, mình thấy nó bóng, nó có vẻ hào hoa. Dạ. Ví dụ như chiếc xe chị thấy nó mới thiệt, nhưng mà chị xài một thời gian thì nó cũng sẽ bị chầy, đúng không? Nó sẽ bị chầy rồi nó cũng sẽ cũ thôi. Thì cái gì nó cũng vậy. Đi một chiếc SH là tốn tiền. Đúng nhưng rồi. Mà đi một chiếc xe cà tàng là xe đẻ ra tiền. Đúng, đúng. Thì những đúng. Anh nông dân này người ta làm có mấy có lúa gạo nó mình là, ăn. Nó thì là đâu cái, có chê. Nó là cái máy tốt để sản xuất ra cái, được cái thu nhập. Còn những cái như chiếc xe, chị thấy chiếc xe đẹp là để đi chơi. Đúng rồi. Đi chơi thì nó phải tốn tiền. Không, còn chiếc xe cà tàng là mình để chở hàng hóa là nó sẽ sanh ra tiền. Dạ. Hai cái nó khác nhau, cũng là một chiếc xe nhưng mà hai cái nó trái ngược lại, nó khác nhau. Thì bây giờ chị có chê không nè? Chê không, thì không có chê rồi đó. Được ha. Dạ. Nó có thể nhưng mà biết đâu chị chọn cái mảnh ghép đó, nó sẽ đem tới hạnh phúc cho chị. Đúng rồi. Người ta biết thương yêu mình. Tại vì sao? Tại vì ta biết quý trọng người ta, người nông dân chân chất. Người ta sẽ quý trọng giống như là một cái hạt gạo mà quý mà người ta làm ra, người ta sẽ nâng niu nó, người ta sẽ chiều chuộng nó hơn. À, ví dụ như bây giờ chị muốn một cái gì đó vẻ hào hoa thì nó sẽ không có được cái sự yêu thương chiều chuộng chị. Không đâu. Đúng không? Mà em nói vậy đúng không? Đúng rồi. Mình thì thật sự mà bây giờ hiện tại là mình cần một người đó có tấm lòng là biết chia sẻ, rồi hàng đầu là chung thủy và không tệ nạn xã hội. Còn ngành nghề thì ngành nghề nào cũng được. Thì bây giờ nè, về nè, ảnh có nhà cửa ha, ảnh có ruộng vườn, thì cái ruộng vườn thì ảnh có thể làm, ảnh chăm sóc chuyện đó, thì chị về đó thì chị có thể phát huy được những cái công việc làm của mình. Dạ. Ở cái địa phương đó cũng được vậy. Dạ. Ở đâu người ta cũng cần thiết những cái sự, thấy chị như vậy người ta cũng rất là khoái, người ta cũng muốn tìm hiểu. Dạ. Để người ta trẻ được trẻ ra được đẹp hơn. Dạ. Đâu phải lên đây chọn lựa để mẫu mã nữa. Chị thích chọn không? Dạ không. Mình thì đó, cái tiêu chuẩn mình đã đưa ra rồi, còn vẽ hình thức. Vậy là sao? Chị muốn mảnh ghép giúp giùm chị hả? Đúng rồi. Muốn mảnh ghép chọn giùm chị hả? Đúng rồi, chọn chị rồi. Chị tin tưởng tụi em sao? Có tin chứ. Thì nếu mà đến đây không tin thì chắc không đến đây đâu. Thí dụ chọn sai rồi sao trời? Thì cứ tìm hiểu. Tìm hiểu ha. Chứ đâu phải rồi mảnh ghép chọn cái mình đúng đồng rồi. Ý đâu. Dạ, rồi đúng còn rồi. Phải trao đổi có tìm khi, hiểu. Có khi thí dụ mảnh ghép thấy là cái ý của nghiên thích giống như vậy thì đưa ra, nhưng mà biết đâu cái mảnh ghép bên kia người ta không thích thì sao? Thì chị biết sao, năm nay chị 63. Dạ. 63 tuổi, chị trẻ như vậy nè. Mà cái anh đó nay là 69 tuổi. Nhưng mà nhìn từ nông dân mà chất phát nhìn thì nó hơi lớn, thấy nó hơi cứng lắm. Thấy nó có thể già, hơi già già. Nhưng mà nếu mà chị không chê cái vấn đề mà chị như chị nói nãy giờ á, thì cái đó là cái hạnh phúc nó sẽ đem đến cho chị. Hồi lúc trẻ thì mình nghĩ là
mình sẽ có chồng lớn tuổi. Ừ. Nhưng mà sau đó có chồng thì nhỏ hơn tuổi. Thì thường thường chỉ biết sao cái người chồng người ta lớn tuổi hơn mình, người ta sẽ yêu thương mình hơn. Yeah. Người ta sẽ biết cách người ta chiều chuộng mình hơn. Thì cái cuộc sống mình hay là trong cái hạnh phúc của mình á, nó sẽ tốt hơn. Nhưng khi đi ra ngoài á, mình đừng có quan trọng mà hình dáng quá. Thí dụ như chị về chị có thể tút lại ảnh được mà, với lại dạ. Cái, chị về chị có thể sửa đổi cái cách ăn mặc của ảnh nè, rồi sửa từ từ cái cách, thí dụ như đi ra đường ga lăng đầu gì đó, thí dụ dạ. Vậy cho do cái người phụ nữ chị có chân, chị có thể chân thật là được rồi. Không đúng rồi dạ. Chủ yếu là cái lòng chân thật. Dạ. Vậy là giờ quyết định để mảnh ghép yêu thương kiếm giùm chị ha. Dạ đúng rồi, trước mắt là vậy đi. Rồi thí dụ như có thì chị có vui lòng trở lại với chương trình ngồi trên ghế nóng giữa để hai người trò chuyện với nhau tìm hiểu rồi bắt đầu thấy hòa hợp thì mình cho số liên lạc mình tìm hiểu. Được. Còn không được thì cũng như hai người bạn vậy thôi. À, nếu rồi có mình cơ, vẫn nếu... có quyền tìm kiếm tiếp. Dạ nếu có cơ hội thì mình sẽ tiếp xúc ạ. Rồi dạ. Chương trình sẽ cố gắng và cầu chúc cho chị Nghiên sớm ngày gặp được cái mảnh ghép như ý muốn của mình ha. Dạ. Để cùng với chị nắm tay nhau đi hết cái quãng đời còn lại. Dạ. Thì chị còn muốn nói gì nữa không? À, rất là cảm ơn chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương đã khơi gợi lên cho mình giải bài hết cái tâm tư và cái nguyện vọng của mình. Và cũng rất là cảm ơn Mảnh Ghép Yêu Thương. Có thể là cũng biết biết được ít nhất là cũng được, chắc cũng được vài 10% rồi. Thì cứ cứ gợi ý giúp. Tại vì mình cũng không có, không phải là không có lướt trên 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 kênh. Có đó, nhưng mà cái tự tin thì chưa tự tin lắm. Hôm nay đến thì tự tin rồi, nhưng mà chưa biết người ta có đã ghép hay không. Có run không? À, mới đầu hơi run run. Cũng hơi hơi ha. Có. Còn giờ hết rồi ha. Giờ thì hết. À, nhưng thật sự mà nãy giờ chuẩn bị đi thì xúc động dữ lắm. Nãy giờ em quên hỏi chị Nghiên nè, ngoài những cái công việc hàng ngày của chị đó, chị đi chăm sóc sức khỏe vậy đó, chị có thích đi ca hát không? Có. Có không? Nãy giờ em quên nè, em xém xíu nó bỏ sót cái vụ này á nha. Về đàn ca tài tử thì mình biết chơi bộ môn này trên 10 năm rồi. 10 năm luôn hả? Đúng rồi, dốc dáng này hát sẽ rất hay, mà có khiêu vũ không? Có luôn phải không? Có, nhưng mà bỏ lâu quá quên, đam mê qua bên bên hát tân cổ đó. Đúng rồi, nãy giờ là... tôi mà bỏ qua sót cái vụ này là có nhạc lên có người dìu đi cũng được. Nếu mà bỏ qua cái này là khán giả sẽ trách dữ lắm nè. Rồi bây giờ chị thường thường đi hát ở mấy cái ở trên đó rất là nhiều tụ điểm hát với nhau đúng không? Rất là nhiều. Chị thích hát ca cổ hay là thích hát nhạc? Cổ nhạc gì cũng được, nhưng mà trên đó thường là ca cổ. Ca cổ hả? Nhạc tân cổ nhạc, còn như trống rồi gì không có, trên đó không có, ít lắm. Nhiều khi tiệc thì mới có. Chị có thích hát nhạc bolero được không? Có chứ. Có hả? Chị hát nhạc bolero mà chị thích nữ ca sĩ nào nhất? Hồi trước đó thì là mình thích cái gì đi nước ngoài, Như Quỳnh. À, Như Quỳnh. Nhưng như... mà hát những bài buồn không à? Đúng rồi, nữ ca sĩ Như Quỳnh hát có cái giọng hát rất là truyền cảm. Chờ luôn. Người, Hoàng Hôn Một Tím rồi đó. Mấy bài cái gì, đó cái đó. Gì? Chờ Người. Chờ Người. Hoàng Hôn Một Tím, bài xưa lắm rồi. Bây giờ chị thích nhất là bài Chờ Người hả? Thì bây giờ thì lúc cũng, đó cũng có tâm trạng mới hát nó, vậy. Cái bài hát Chờ Người này nè, nó cũng đang rất là thích hợp để mình đang ngồi trên cái ghế nóng này nè. Chờ Người. Mời chị tặng quý vị khán giả một đoạn trong bản Chờ Người ha. Dạ. Rồi mời chị. Hát đừng có cười nha, một là không nhạc với có gì đâu cười chị quá. Tại vì nếu mình hát hay thì mình đi làm ca sĩ nổi tiếng thì mình đâu có lên ghế nóng này mình dạ, ngồi tại chi. Mình yêu thích nghệ sĩ đó rồi mình tập đúng bài rồi, đó mình hát. Dạ. Rồi bây giờ thì Nghiên cũng xin hát tặng trước video này tí xíu thôi nha. Dạ. Dạ. Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành nón lá, đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm khó phai, lòng nàn sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa mà. Đúng rồi. Xúc động. Lòng người sao lưu luyến quá. Xin cảm ơn. Rất là hay. Hay ở cái đoạn này nè, lòng người sao lưu luyến quá. Xong cái video này đăng lên là đời, tất cả các anh sẽ lưu luyến chị luôn. Nói thật, các anh lưu luyến chị mà có thể mất ngủ luôn á.
giờ thì hát cổ nên là cái hơi nó lá lá vô giọng cổ quá. Rồi, hôm nay chương trình cũng rất là chân thành cảm ơn chị Nghiên đã dành thời gian quý báu của mình, và tin tưởng anh em chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương đến đây, ngồi đây để cũng là mục đích để chị tìm cái mảnh ghép cho cái cuộc đời của mình. Có chị cứ vững lòng tin lên, không có cái gì phải lo hết. Nhiều người nói tại sao bây giờ các cô, các chị, các bà gì đó thời buổi giờ lên để tìm cái mảnh ghép cho mình, không phải là bên ngoài không có, nhưng mà mình tìm nó sẽ nguy hiểm, tại vì lên đây ít ra nó cũng phải có mấy chục phần trăm an toàn hơn. Nên thành ra mình phải vượt qua mọi cái chướng ngại đó để mình tìm cái hạnh phúc cho chính bản thân mình, chị ha. Dạ. Dạ, rồi bây giờ chị chào khán giả để chị em mình kết thúc chương trình ha. Dạ, à, xin một lần nữa xin cảm ơn MC rất là nhiều. Cảm ơn chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương. Và dạ, xin cảm ơn cộng đồng mạng trong và ngoài nước Bảo đảm chị đã sẽ không nhận xem một viên đá nào đâu, em nói thiệt và lắng luôn. nghe cái video của mình. Cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi bây giờ trước khi kết thúc chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương, cầu chúc cho quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.